Chào bà con cô bác nha. Hôm nay 16 tháng 9 nha. Còn nhiều máy lắm nha. Cây mới về một số máy. Máy tính bảng có, điện thoại cũng có nha. Cây Asus Zenfone 4 này phiên bản và Android của nó thấp. Coi phim thì mình vô trang web mình coi trình duyệt mình vô đây mình đánh với YouTube mình coi. Cái này bán 300.000 nha. Asus Zenfone 4 300.000. Bán giá nghe gọi nha. Còn ai vô coi ba cái YouTube này về vô chôm hoặc là trình duyệt. Cái này bán 300.000 nha. G500 này RAM 1GB, dưới bộ nhớ 8GB. Coi phim YouTube, Zalo, Facebook là ok, Messenger. Cái này bán 500.000. Do màn hình em thì mình bán giá 500, màn đẹp mình bán 600. Tại cái này vỏ đẹp này. Cây này thì vỏ đẹp, bán 500.000. G2 Bream bán cây này tương đối đẹp. Cây này bán 450, RAM 1GB, bộ nhớ 8GB. Máy ảnh nói chung xài ok hết. Cây này bán 450, G2 Bream, vỏ đẹp, vỏ nhìn tương đối khá. 450. G531 vỏ đẹp luôn. Đó, vỏ đẹp, cái này dính keo bôi chùi đi là hết. Cái này bán 400.000 nha. G531 bán 400.000. Cũng RAM 1GB, bộ nhớ 8GB. Bán 400.000. Nhìn hai thằng nó cũng giống tương đương với nhau ấy. Hai thằng G530, G531, G2 Dream thì nó tương đối giống nhau. Nó khác nhau ở cái mắt này thôi. Cho nên là ai mà đặt hàng thì nhớ kỹ mình ship tới á. G2 Dream thì có mắt. Còn G531 với lại G530 thì là nó sẽ không có. Cây này bán 400.000. Cây Samsung On 7, Samsung Galaxy On 7, RAM 1GB, bộ nhớ 16GB. Nắp sau hơi xấu nên mình bán giá 550. 550 On 7. Máy này nó to lắm, to như thằng G700 vậy đó. Có cái là RAM nó thấp hơn chút. Samsung G500 nha, màn hình thì đẹp, tương đối đẹp, nhưng mà vỏ thì xấu như chó găng, cho nên là bán giá 500.000. Còn mình thay vỏ đẹp vô mình bán 600.000. Ở nhu cầu muốn lấy 600.000 thì mình thay vỏ đẹp, RAM 1GB, bộ nhớ 8GB luôn. G530 400.000, màu trắng. Nó G530 400.000, màu trắng. Màu trắng là vỏ đẹp luôn. Cũng RAM 1GB, bộ nhớ 8GB luôn. Samsung Note 3 màu trắng. Cây này RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Tiếng Việt đàng hoàng. Cây này bán 700.000. 700.000 Samsung Note 3. Cây viết vẫn còn sử dụng bình thường.
Samsung Note 3 700.000. Cây Mi Max Mi Note 3. Cây này RAM 2 bộ nhớ 16GB bán 600.000. 600.000, màn hình hơi ám chút. Tại màn hình zin, cho nên là lên hình thì nó đẹp. Còn vô màu trắng thì nó hơi ám thôi. Lên YouTube này kia thì nó đẹp lắm. Cho nên là bán 600.000. Z320 Z320 500.000. Z320 2016 bán 500.000. Cũng RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB luôn. Cây Oppo Samsung A71 máy của Trung Quốc nha. À, quên chưa giới thiệu, cái này của Trung Quốc nha. Oppo A92 của Trung Quốc nha, đừng có nhầm với hàng chính hãng. Hàng chính hãng thì mấy triệu, 20 mấy. Cây Samsung A71 500.000 luôn. Đó, 500.000 A71, Samsung A71 500.000. Nắp sau thì không có bể. À, chắc là xấu tí góc này người ta dán. Cây này bán 500.000 nha, Samsung A71. Mobitab E1 RAM 2 bộ nhớ 16GB. Cây này bán 500.000 luôn. Tiền chạy chương trình nha, chạy tiếng Việt được nha. Đó, mình bán là tiền nào của đó đó, mình cũng báo giá chạy chương trình luôn. Chạy chương trình có mấy chục ngàn thôi chứ không có tới 100.000 nữa. Bên mình chạy là có 50.000 thôi, còn bà con chạy bao nhiêu thì mình không biết. Cây Mobitab Rumbo G2 cây này RAM 2GB, bộ nhớ 16GB, Android 7 chấm, màn hình đẹp, bán 600.000, 600.000, Jumbo G2, 600.000. Samsung G2 Prime, vỏ đẹp nguyên cây, vỏ đẹp, màn hình đẹp, không có chảy xước, cây này bán 550.000. Samsung G2 RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB luôn.
cây Oppo Leo 9 nhé. Là mình báo thông báo trên này là có một người chốt mà trên vùng đó là đang bị chốt dịch, cho nên là chưa gửi được, nên là chờ chờ nó thoát ra rồi mình sẽ gửi cho nhé. Cây RAM 2GB mình bán 700 ngàn, còn ai không chốt
mà mai mình coi RAM 3 ghi thì mình báo giá RAM 3 ghi. Cho nên là bây giờ mình bán 700 ngàn. Thì VMAX Bell về kính cường lực, bóc kính cường lực ra là nó hết, chưa kịp bóc. Họ đẹp thì màu xanh luôn, đẹp keng, đẹp keng như cây sà beng. Cây này bán 500 ngàn VMAX Bell nha, bán 500 ngàn. Oppo nha, Oppo Leo 7 hay là gọi là Oppo A33 cũng được, thì bà con muốn gọi thì gọi. Cây này bán 400 ngàn, bán 400 ngàn RAM 1GB, bộ nhớ 16GB. Oppo Leo 7 nó A33 đó, RAM 1GB, bộ nhớ 16GB. Samsung Z320 về phía dưới. Cây này bán 350. Z320 hay gọi là Z32016. Xài Bluetooth, Zalo là ok hết. Cây này bán 350, Z320 nha. Mobitab Jumbo S, cây này bán 400 ngàn, 400 ngàn RAM 1GB, bộ nhớ 8GB, nó bán 400 ngàn. Android 7 chấm, học online tốt, còn Zalo Facebook mà ok. Cây này cũng to lắm, cây này 5 inch mấy, cũng bự cho bán. Nokia 2 nha, cây này đáng lý xa ship cho người ta rồi, nhưng mà mình vẫn cứ đăng thôi. Và cây này bán giá 500 ngàn Nokia 2 nha. Còn người ta nhận rồi thì mai mình không có chốt người khác. iPhone 10 kính, cây này bán 400 ngàn nha.
riêng có hai cây 13, iPhone 13. Cây iPhone 13 Pro Max của Trung Quốc luôn nha. Cây này mình bán 1,4 triệu, máy thì đẹp nguyên cây. Nó đẹp keng luôn. Bán 1,4 triệu. Giá 1,4 triệu mới này chênh lệch nhau với cái giá mà 30 mấy triệu thì là nó khác nhau nhiều lắm nha. Cho nên bà con mua đừng hỏi mình hàng của gì, mình nói hàng Trung Quốc rồi nha. Cho nên đừng hỏi mình hàng chính hãng hay là của Việt Nam hay của Mỹ, mình khó trả lời. Cây này cũng bán 1,4 triệu. Mua về là để trụ bản thôi nha, chứ đừng có tải từ lừa vô hết á. Đừng có thích cái gì mình tải cái đó, thích cái gì mình tải cái đó, nó ứ đọng trong đấy rồi thành ra cái máy nó yếu đi, cho nên là mình xài nó có cái hạn chế rồi. Mình con người thì cũng vậy, nên sức khỏe tới đâu thì mình làm tới đấy, chứ đừng có làm cố sức rồi mất công lại xuống địa ngục sớm. Thì cái máy cũng vậy, nếu mình xài nó có chế độ xài quá này nó cũng xuống địa ngục như con người thôi. Cho nên là hàng nhái mình cầm cho nó sang chảnh này kia thôi nha, chứ hoặc là nghe gọi YouTube Zalo thôi. Cây Oppo F3 Lute nha. Cây này là máy riêng nguyên cây, máy đẹp nguyên cây. Nó máy đẹp nguyên cây, cây này bán 1,5 triệu. 1,5 triệu. Cây 20S20 Ultra. S20 Ultra 5G của Trung Quốc. Cây này là đẹp không có bể, chưa có đánh bù lia đấy. Mặt kính, mặt kính thì đánh bóng và đẹp keo, dính keo kia đó. Cây này bán 1 triệu, bán 1 triệu. S20 Ultra đẹp bán 1 triệu. Còn muốn rẻ hơn nữa thì có cây 800 S20 Ultra, nhờ về cũng phải mất mười mấy ngàn mua cái nắp ốp, bỏ vô thì nó đẹp y như cái kia, mất mười mấy ngàn thôi là mua cái nắp ốp bỏ vô là đẹp như cái kia. Cho nên là mình bán giá là 800 ngàn, rẻ hơn được 200 ngàn. S20 Ultra luôn, giống nhau luôn, của Trung Quốc luôn. S20 Ultra của Trung Quốc. C7 Pro RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, vỏ đẹp luôn, bán 1,3 triệu. Bán 1,3 triệu. C7 Pro màu vàng nha. Còn cây để trên nhà chưa có đem xuống. Cây cây Oppo F1S vỏ hơi xấu này, cái sườn hơi xấu nhỉ? Mình chưa có thời gian để mà thay thôi, cái sườn nó không có đáng nào bao ấy, mà chưa có thời gian để thay. Cây này để về mình bán giá 800 ngàn. 800 ngàn, RAM 3, bộ nhớ 32GB, bán 800 ngàn. Oppo F1S hàng chính hãng. Cây Mi Max nha, cây Mi Max RAM 2GB, bộ nhớ 16GB. Màn hình thì nhìn đẹp, nắp sau nhìn tương đối xấu, xấu như thằng anh trộm.
bán giá 1 triệu, bán giá 1 triệu thôi nha. Đó, cây Mi Max này bán giá 1 triệu thôi. Cây máy tính bảng Martell nè, cây Martell nha, cây này bán giá 600.000, 600.000 nha, cây này 600.000 nha, cây này Android nó 8.1, Martell Tab 8 rầu đó, Android 8.1. Cây Asus này bán 500.000 nữa nha. Cái màn hình của nó cũng mắc lắm, màn hình này mua là 700-800.000 mà sợ không có nữa. Nhưng mà mình bán là bên mình bán là nguyên cây là có 500.000 thôi nha. Cây này mình bán 500.000 nha. Asus nha. Cây Intel. Intel bán 400.000, 400.000 Intel. Xài Bluetooth Zalo mấy cây này là xài được hết nha. Mình bên mình chỉ có một cây là không xài được đưa túp đỏ thôi. Cây tab A 2016 700.000. Tab A 2016 nha, 700.000 nha. Đó, có mỗi một cây này là không có tải được Bluetooth đỏ đâu nha. Cây này mình bán 300.000 nha. Cây kinh công bán lấy vốn đó. Cây này là bán về vốn, không có lời. À mà cọc qua nữa lô vốn luôn đó. Cho nên là ai mua cây đấy chuyển khoản hết giùm mình. Chứ mà cọc qua là mình lô vốn mất 50.000 vào cái tiền cạc này. Cây tab 8 rầu, tab 8 rầu. Cây này bán 500.000, tab 8 rầu 500.000. Mobile Tab 8 Pro 500.000. Cây Martell. Cây này nó tên hiệu nó khó cho nên là mình cứ gọi là Martell nha. Còn ai mua thì nhớ ký hiệu đọc cho mình. Cây này 10 inch, cây này 10 inch màn hình đẹp luôn, không có chạy. Cây này bán 1 triệu nha. Ấy bán 900.000 thôi. Bán 900.000 thôi nha. 900.000 một. Cây Tab 2 iPad 2 á. Cây iPad 2 nha. Mấy cây này thì mình bán, cây này nó không xài sim bán 600.000, không xài sim bán 600.000, còn xài sim mình bán 800.000. iPad 2. Cây Martell luôn, Galaxy Tab, Samsung này kia đó, nhưng mà thật ra là không phải hàng chính hãng đó. Cây này nó chỉ nhái thôi. Cây này bán giá 1 triệu nha. Đó, cây này bán giá 1 triệu tặng thêm cái nắp ốp nha. Còn cây mấy dòng này thì Android nó cao rồi nha, khỏi hỏi. Mấy dòng này thì Android nó cao rồi thì mình khỏi hỏi tới nữa. Tại nó xài Bluetooth này kia là ok hết rồi. Hỏi làm gì nữa. Cây Tab 10 nha. Cây này thì mạnh nha, cây này là RAM RAM 2GB nha. Cây này RAM 2GB luôn đó. Cây
cây mấy cây táp 10 kia đó là RAM có 1 GB thôi, còn cây này thì RAM tới 2 GB. Đó, táp 10 nha, RAM 2 GB. Màu đỏ nha, cây này mình bán giá 1 triệu 1 nha. Bán 1 triệu 1 nha. Cây Mac Theo này nó đẹp đằng trước đến đằng sau luôn. Nó đẹp từ đằng trước đến đằng sau luôn. Mà đem sang ngâm xuống bùn nó vẫn còn đẹp luôn. Thì nó màu đen. Cây này bán 1 triệu 6 nha. 1 triệu 6 nha, nó còn đẹp nha, cho nên mình không có lột ra, cứ để vậy nha. Cây đó bán 1 triệu 6. Còn cây nào nữa mình đặt nó đang hết luôn. Cây mắc teo màn hình. Cây này cảm ứng của nó hơi bị chạy chạy. Hết pin này, cây này mà cảm ứng và nó hơi bị chạy nha. Cây này mình bán giá 800 ngàn. Nên mình sạc pin tại để trên kho lâu ngày không sạc, hết pin. Nên mình sạc pin. Rồi chào bà con cô bác nha. Ai mua thì như thường lệ chốt cho mình cái cạc Viettel Mobi gì 50 nha. Rồi shipper tới nơi trừ ra. Còn ai chuyển khoản nguyên cây thì mình bao ship, và ai chốt 2 cây trở lên thì mình bao ship. Còn ai chốt hàng rồi mình báo ok rồi thì trong 3 đến 4 ngày mà chưa nhận được hàng thì điện lại cho mình sẽ hỗ trợ ship một cây khác. Và tiền cọc vẫn còn nguyên chứ không có lấy của bà con tiền cọc đó. Trừ trường hợp shipper đưa tới rồi mình không nhận hàng thôi. Còn ngoài ra tiền cọc nó vẫn còn y nguyên đó. Nên bà con chốt hàng thì cọc cứ yên tâm, không có mất đâu. Mấy chục ngàn cọc không ai lấy làm gì nha. Rồi chào bà con cô bác.